Xin mời các bạn đến với kèo chế nha các bạn. Đây là thánh địa của Gò Sòi. Đứng trước màn đóng kính của Lâm là Thi Béo, kỳ cho bộ đội Tự Do. Còn bên kia là Tài Nhỏ Bến Bế Sóc Trăng, kỳ cho Tấn Đen đứng đội. Còn tôi là bệnh viên tàu lao chạm biết đau Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lâu Tây Ly. Chúc các bạn sức khỏe, ăn là may mắn trong cuộc sống nha. Tài Nhỏ kỳ cho Tiếng Đen đứng đội nha các bạn. Còn bên đây là Thi Béo kỳ cho bộ đội Tự Do. Cái đầu của Tiếng Đen thật sự quá khó chịu các bạn ơi. Tài Nhỏ Bánh Bia Sóc Trăng, Tiếng Đen quê Châu Phú An Giang nha các bạn. Bộ đội quê Thái Phương Thái Bình. Ba hai ghi về cho Tiếng Đen và Tài Nhỏ. Bộ đội Hỏng Bước Một, 4-2 ghi về cho Tiếng Đen và Tài Nhỏ. Xin mời tối qua giải ông Tàu có chán quá. Con bên ngã tư Cầu Mai vậy hả? Nãy giờ sao mày vào đây mày gặp mày không kêu chú? Nãy giờ mày vào đây mày gặp sao mày không kêu chú? Ê, chở cái này đi. Lại một pha chạy vô tới đây quá kì. 5-2 nghe về tiếng đen và Tài Nhỏ. Nó vô chồng đâu không rồi? Không chết, không chết. Cho nó vô ăn rồi. 6-2 nghiêng về cho Tiếng Đen. Trời ơi, nó hỏi vậy nữa. Kỳ vậy chứ. Cái đầu Tiếng Đen, cái cạnh cái đầu của Tiếng Đen quá lợi hại các bạn ơi. 7-2. Đứng cho đâm năm chết thì thua. Lại là bộ đội kỳ cục như thế nào không hiểu được. 8-2. Bông bành mắc ăn rồi, cái gì cũng ăn các bạn à. Tấn Đen đá cái giò tàu lao cũng vô gây góc chữ A là sao? 9-2. Ngoài luôn. Bộ đội tự sát tại đám lá, không hiểu chuyện gì xảy ra cho bộ đội. 12. Ôi rồi, con bị đau cái gì quá anh ơi? Bỏ mấy con nói mày cứ quên ta. Bỏ bị cái gì quá anh ta. Mày đâu có bị gì đâu, lại hỏi xung quanh cho coi rồi đúng không? Tài Nhỏ kỳ qua lưới các bạn. 30. Chú đang ở dưới đằng
câu đó là gửi rồi, chắc là 200 luôn. Gửi à? Chưa chưa giờ câu nào ở đây gần đây mà đâu biết cái này. Giờ ở đây đùa lấy vợ luôn mày, sướng mày, sướng mày. Nhiều tuổi rồi? Hè ba có vợ rồi, sớm với hè. Không biết điều gì xảy ra với sân bóng này của bộ đội. 12-3. Sân này sung ra, sân này cào chế nhiều. Nghĩ rồi sân nó về đâu ai chơi, nó qua đây hết. Một pha kết thúc đẹp của đội. Năm mười hai. Tô đội thấy chết không một. Anh thủ góc luôn mà bữa tô quánh đụ của mẹ nó không ra nó bơm gì luôn. Một đường trẻ vô của bộ đội của Tiến Đen. 3 năm. Mời 4 năm. Đường mã lò này bơm hôm nay vẫn nghe không biết đợi lời cả không. Kết thúc chương trình đại truyền đến là hết. Bộ đội không biết điều gì xảy ra với set ban này. Một trận đấu quá bất ngờ cho bộ đội. Và Tài Nhỏ và Tấn Đen thắng trận các bạn. Xin chúc mừng Tài Nhỏ và Tấn Đen. Tấn Đen. Chúc các bạn những buổi chiều xem bóng vui vẻ nha. Đây là những kèo chế nha các bạn. Thì tôi bây giờ đang chuẩn bị cáp kèo và cáp bèo nha các bạn. Một điểm. Rồi, quá hai cây nha.